Sau những màn thực chiến ấn tượng, súng chống tăng các Gustav M4 trở thành loại vũ khí đắt hàng được quân đội các nước trên thế giới săn đón hiện nay. Các Gustav M4 là hệ thống vũ khí vác vai cơ động do tập đoàn Saab của Thụy Điển thiết kế và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến hiện đại của lực lượng bộ binh. Là phiên bản mới nhất của dòng súng chống tăng huyền thoại các Gustav, vốn ra đời từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, các Gustav M4 được sử dụng để tiêu diệt xe tăng bọc thép, vô hiệu hóa tàu đổ bộ và bong ke, dọn chướng ngại vật và tham gia hoạt động tác chiến trong các tòa nhà. So với tên lửa chống tăng, súng có ưu thế về trọng lượng, giúp người lính có thể cơ động nhanh trên chiến trường. Các Gustav M4 có chiều dài chưa đến 1 mét và nặng khoảng 7 kg. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo và tác chiến, một kíp chiến đấu của súng chỉ cần 2 thành viên, bao gồm một xạ thủ và một người nạp đạn. Điểm cải tiến của loại súng chống tăng này là súng được trang bị tựa vai và tay cầm phía trước, có thể tùy chỉnh và bộ đếm tích hợp. Các Gustav M4 có gắn kính ngắm tiêu chuẩn dạng kẹp trên thanh dây Picatinny, cho phép người dùng lắp kính ngắm ảnh nhiệt hoặc bộ tăng cường hình ảnh để tác chiến vào ban đêm. Hệ thống này còn được tích hợp ống ngắm kính thiên văn Pripon tiêu chuẩn với các tùy chọn bổ sung, bao gồm ống ngắm mở, ống ngắm chấm đỏ và các thiết bị điều khiển hỏa lực tiên tiến. Các Gustav M4 có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm đạn xuyên giáp he, đạn chống tăng hít, đạn khói và đạn chiếu sáng. Ngoài ra, tập đoàn Saab và Raytheon đã hợp tác phát triển một loại đạn cao Gustav dẫn đường bằng laser cho phiên bản M4. Loại đạn này có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu cố định hoặc di động ở khoảng cách lên tới 2.000 mét. Các Gustav M4 có tầm bắn hiệu quả lên tới 500 mét đối với xe tăng, xe bọc thép và 700 mét đối với các tòa nhà và mục tiêu cố định. Súng có tốc độ bắn 6 phát một phút và sơ tốc đầu nòng 230-255 mét trên giây. Cho tới thời điểm hiện tại, các Gustav M4 được đánh giá là một trong những dòng súng chống tăng vác vai hiệu quả và đắt hàng nhất thế giới. Theo AI Technology, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.